Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình airdrop đến từ một cái ví có tên là Coin Network nha các bạn. Thì nó có một cái chương trình airdrop trên tài Twitter, nhưng mình chưa biết nhận giá trị của nó là bao nhiêu nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn cần copy cái link, phần link app của nó với phần link mô tả thứ nhất của mình nha các bạn. Sau đó các bạn cần phải có một cái trình duyệt là Wiki Browser nha các bạn. Sau đó các bạn dán vào nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn download app nha các bạn. Bấm thêm vào ROM nè. Rồi sau khi thêm vào ROM xong thì các bạn bấm mở ra nè các bạn. Mình đi tạo ví nha các bạn. Không cần tạo ví các bạn. Ở đây thì có ba mục là một sale, ba giúp cây và một new wallet. Thì bạn nào muốn chưa có ví thì tạo ví các bạn. Bạn nào còn có, mình khuyên các bạn nên bắt up trên ví chút wallet đi cho nó mau nha các bạn. Bấm vào đây nè. Rồi các bạn bấm vào mục này nha các bạn. Rồi các bạn cứ bắt up 12 chuỗi cụm từ bảo mật trên ví chút wallet sang nha các bạn. Không được thì các bạn chọn trong web trên máy tính. Rồi các bạn bắt up thôi các bạn. Rồi sau đó các bạn chấp nhận điều khoản nha các bạn. Các bạn bấm vào onboard 30k nè. Thì bạn nào không biết bắt up ví thì xem lại cái video mình đã có hướng dẫn các bạn bắt up ví này nha các bạn. Xem lại cái video này nè các bạn. Video này nè, hướng dẫn bắt up tất cả các bạn ví nè. Rồi mình chờ nó tạo ví chút xíu nha các bạn. Tạo cũng dí cũng hơi lâu ạ, có 2 phút 1 phút ạ. Rồi khi sau khi tạo ví gì là ok nè các bạn. Đây thì cái ID của mình phan các bạn. Rồi các bạn mở cái này ra đi các bạn, vào lại nha các bạn. Rồi đây là địa chỉ ví mình nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn copy cái các bạn vào đây các bạn follow Twitter nữa nha các bạn. Nhấp vào đây các bạn follow nè. Mình follow rồi các bạn. Rồi các bạn like, các bạn tạo quýt luôn nha các bạn. Mình lựng luôn ha. Rồi sau đó các bạn bắt up đi các bạn. Rồi các bạn copy cái lá cờ này nè các bạn. Mình có để trên kênh Telegram các bạn xôn xào, các bạn copy nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Sau đó thì các bạn mở tờ Twitter mình ra nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn bấm vào chỉnh sửa hồ sơ nha các bạn. Rồi các bạn ghi giùm mình một từ có tên là coin nha các bạn. Rồi các bạn dán lá cờ ra vào đây nha các bạn. Bỏ đi sao mình copy giữ ra. Rồi sau đó thì các bạn chỉnh sửa này luôn nha các bạn. Tiểu sử thì các bạn ghi chữ coi luôn nha các bạn. Coi. Rồi các bạn gắn lá cờ vào đây nha các bạn. Rồi mình ghi chữ wallet không ta. Sau đó các bạn ghi giùm mình là cái chữ wallet Coi Network nha các bạn. Coi Network. Rồi các bạn hai chấm. Rồi sau đó thì các bạn trở về cái ví mình này nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ ví này nha các bạn. Các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi các bạn bấm lưu nha các bạn. Rồi sau đó các bạn chụp màn hình lên đi các bạn. Rồi các bạn trở về cái link tạo Twitter của mình nè. Cái link tạo Twitter của dán nè các bạn, mình lựng luôn nha các bạn. Các bạn nhấp vào bức ảnh nè. Các bạn ghi chữ good airdrop đi. Rồi các bạn bấm trả lời nha các bạn. Rồi vậy là xong nha các bạn. Sau này mình sẽ có airdrop claim con tóc cần coi đó. Rồi vậy mình video mình đang kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.